bây giờ Quốc Từ xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tiếng hát thật là vui tươi và trẻ trung của Trung tâm Thúy Nga. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chào đón nam ca sĩ Lương Tùng Quang. Tùng Quang xin được gửi lời chào trân trọng nhất và thân ái nhất đến toàn thể quý vị, các cô chú, các anh chị và các bạn thân mến. Tùng Quang rất vui được tham dự trong một mùa lễ thật lớn lao như thế này, và xin chúc cho tất cả quý vị nơi đây sẽ có được những giây phút thật là thoải mái và vui tươi. Và sắp tới đây cũng là lễ ngày mẹ. Tùng Quang xin được chúc cho tất cả những người mẹ của chúng ta sẽ được yêu và yêu thương nhiều hơn nữa. Và sau đây, để rất vui thì mời quý vị hãy thưởng thức một liên khúc viết về tình yêu. Mời quý vị thưởng thức liên khúc Yêu Em Dài Lâu.
magazine trên hình, cảm ơn quý vị. Và để tiếp nối, Tùng Quang xin gửi đến quý vị một tình ca mà Quang đã viết lời. Mời quý vị hãy thưởng thức ca khúc được mang tên Em Đã Cho Tôi Một Lần Đau. Và trước khi trình bày, xin quý vị cùng với Quang dành một tràng vỗ tay thật ưu ái cho ban nhạc đến từ Dallas, The Hit Band. Thank you. Hạnh phúc đâu ai ngờ, nhiều khi chỉ thoáng qua một giây, rồi mình cũng sẽ quay về ngày tháng cô đơn. Tình yêu đến xây giấc mộng, tình yêu đi cây tre nồng, giờ còn đâu câu nói năm xưa ta cần nhau. Thời tranh ai phụ tình, đã quên hết bao câu thề xưa, đành lòng cất bước theo người tình mơ trong mơ. Tình yêu đó có vui gì, người cũng chẳng sẽ yêu suốt đời, hạnh phúc chỉ cay đắng trên môi như tình ta. Một lần người lẽ mang bao hy vọng, người mang hạnh phúc đến cho đời mong. Dù ta đi lạnh xa đêm dài, người đã sưởi ấm tim anh trong men tình đắm say. Và khi người bước chân đi hết rồi, niềm vui hạnh phúc cũng theo người xa quân. Cô đơn thầm trách thân thể, người yêu hai em đã cho tôi một lần nữa. Đành lòng cất bước theo người tình mơ trong mơ. Tình yêu đó có vui gì, người cũng chẳng sẽ yêu suốt đời, hay cũng chỉ cay đắng trên môi như tình tôi. Ôi đời người đến mang bao hy vọng, người mang hạnh phúc đến cho đời mong. Dù ta đi lạnh giá đêm dài, người đã sưởi ấm tim anh trong men tình đắm say. Và khi người bước chân đi thật rồi, niềm vui hạnh phúc cũng theo người xa quân. Cô đơn thầm trách thân mình, người yêu hai anh đã cho tôi một lần đau. Một lần người đến mang bao hy vọng, người mang hạnh phúc đến cho đời mong. Dù ta đi lạnh xa đêm dài, người đời rồi ấm tim anh trong mẹ lái ân này. Và khi người bước chân đi thật rồi, niềm vui hạnh phúc cũng theo người bước xa. Cô đơn thầm trách thân mình, người yêu hai em đã cho tôi. Một lần nữa chúng ta xin chân thành cảm tạ những tràng vỗ tay thật là nồng ấm của quý vị. Xin chân thành cảm tạ.
đúng là ca sĩ của các trung tâm, và quý vị một trăm phút tay để cho Lương Tuần Qua xin quý vị. Kính thưa quý vị, chắc là khi nãy giờ quý vị vô đây, quý vị thấy ở phía bên tay trái chúng ta có rất là nhiều Phật tử đến đây để giúp chùa với mục đích là mong để bực phát hành vé số, hầu mà giúp cho thầy có một số tiền để mà xây cái bục của cái tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì có một Phật tử viết cho tôi một cái nốt như thế này, thì tôi hy vọng rằng không chỉ một anh đó thôi mà rất là nhiều Phật tử ở dưới đây làm theo cái này, thì chúng tôi rất là cảm ơn. Để xin đóng góp một bàn tay cho chương trình xây dựng tượng Quan Thế Âm. Nếu như anh Trường Sơn, tôi biết Trường Sơn là anh nào nha, Trường Sơn kêu gọi quý khán giả mua ủng hộ cho chùa Quang Đức 500 vé, thì tôi xin ủng hộ mua bấy nhiêu. Có nghĩa là nếu như tối nay mà quý vị nào mua 10 vé đó, thì sẽ có người mua 10 vé, cái vị mua 100 vé, thì cái anh đó mua 100 vé. Và nếu mà cái vị mua 500 vé thì sẽ có người mua 500 vé. Như vậy thay vì chúng ta bỏ ra 20 hay 2 vé, nhưng mà chúng ta bỏ 50 thì chúng ta có tới 10 vé, tức là được một người khác ủng hộ. Thành thử bây giờ tôi cũng hơi thắc mắc, không biết có đúng như vậy không. Thành thử chúng tôi xin mời anh Trường Sơn, là cái anh mà được cái người đi yêu cầu. Dạ vâng, dạ tôi chào anh. Dạ chào chị. Thế ra tôi biết anh rồi, tôi không biết, tôi chỉ biết anh là Lê Sơn thôi, nhưng mà giờ thì đúng ra là anh này. Xin mời anh chào quý vị khán giả của chùa Quang Đức tối hôm nay. Dạ Trường Sơn, lời đầu tiên xin chào toàn thể quý vị Phật tử tại thành phố Houston. Trường Sơn ở Dallas, chắc chị Tiến đợt trước, Vu Lan có lên sân khấu nói chuyện với chị Tiến. Thì có một người đưa cho Trường Sơn trong ban tổ chức, trong buổi đại lễ Phật Đản ngày hôm nay. Cho nên Trường Sơn xin quý vị cho Trường Sơn một phút. Là thứ nhất là Trường Sơn cảm ơn tất cả quý vị đã tới đây để tham dự buổi Phật Đản và văn nghệ chương trình ngày hôm nay. Trường Sơn thấy quý vị ở dưới này rất là dễ thương. Phật tử ở thành phố Houston đó rất là dễ thương, và dễ thương hơn là Phật tử mà Trường Sơn đã đi ở trên thành phố Dallas nữa. Ở tay quý vị vô lớn lên. Quý vị khi mà anh nói như vậy chứng tỏ là ảnh sẽ ủng hộ rất là nhiều. Và chút xíu nữa chúng tôi sẽ bí mật cho quý vị nghe một cái điều mà anh đã ủng hộ. Dạ cảm ơn chị. Thì có một người rất là ngạc nhiên khi mà đưa cái nốt này cho Trường Sơn á, thì Trường Sơn đọc cái này lần đầu tiên Trường Sơn nói ồ chết rồi, 500 vé số nhiều quá, bây giờ làm sao mình bán được 500 vé số, mà bây giờ trong cái nốt này thì người ta lại không có để tên là ai nữa. Bây giờ Trường Sơn muốn biết á, là trong khán giả ở đây á, ai là người viết cái nốt này mang lên cho Trường Sơn. Bây giờ Trường Sơn xin người đó đứng lên cho tất cả mọi người ở đây nhìn được và chiêm ngưỡng được một người Phật tử nào mà cúng tới 500 vé số. Nếu ban tổ chức có thể bán được 500 vé số thì bây giờ Trường Sơn xin cái người mà viết cái này, cái nốt này á, chị Tiến. Dạ vâng. Cho Trường Sơn biết đó, người đó là ai. Mà vâng. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi nhận của quý vị 5 đồng thôi thì bổn phận của một người MC là phải cảm ơn quý vị cái tấm lòng mà dù ít dù nhiều thì chúng ta cũng biết cảm ơn cái sự đóng góp của quý vị. Huống chi là thưa quý vị 500 vé số là nhân lên nó nhiều lắm thưa quý vị. Thành thử ra chúng tôi không lý do gì, chúng tôi không biết mặt cái vị đó. Vậy một lần nữa yêu cầu cái anh nào đã viết cái giấy này xin đứng lên cho chúng tôi được vài hai người đó không? Dạ, bây giờ Trường Sơn bây giờ mời là một mình Trường Sơn không có thể nào thực hiện được cái công việc này. Bây giờ Trường Sơn xin Quang ơi, Quang lên cứu bồ đi Quang ơi. Ngọc Huyền lên cứu anh Sơn coi. Bây giờ người ta đưa một cái chương trình, anh Sơn thấy là mình mà không thực hiện được á thì người ta lại nói là dân Dallas không có bán được 500 vé số. Dạ tôi nghĩ thưa quý vị ở đây quý vị có một người như vậy chỉ xin hai tấm vé số thôi, và riêng cá nhân chúng tôi, tại vì chúng tôi thấy cái thế này nè, nếu như mà chúng tôi mua 10 vé mà có người bán 10 vé, tức là mua thêm cho tôi 10 vé mua để cho chùa đó, thành thử ra tôi thành thử có hai chục vé. Vậy trước tiên để tôi mở đầu nha, tôi mở đầu được không? Dạ chị mở đầu được, mà bây giờ em xin phép là đây là người mà viết cái nốt này cho Trường Sơn đúng không? Trời, hai người trẻ này quá có lòng á. Có biết xin lỗi quý vị, cho hai người một tràng pháo tay. Anh chị ở đâu về hay là ở tại Houston? Tụi em ở Houston. Dạ thưa chị, là vé số là bao nhiêu đồng một vé, và mình phát hành vé số được để làm cái việc công việc gì thưa chị, để cho Phật tử biết và người ta ủng hộ. Dạ xin mời anh trưởng ban tổ chức là cái mà vé số đó.
Dạ, quý vị cũng thấy là thầy Thích Thông Đức phát nguyện cách đây hơn 6 tháng về trước, Trường Sơn có đứng lên sân khấu nói chuyện với quý vị về thầy Thông Đức phát nguyện xây dựng tôn tượng Mẹ Hiền Quán Thế Âm Bồ Tát Lục Thiên, thì quý vị cũng thấy ở đằng sau lưng quý vị là thầy mới dựng tượng lên cách đây khoảng vài bữa thôi. Thì thầy ra vé số đợt này cũng để làm những cái công việc mà trong chùa cần thiết, và điều quan trọng nhất đó là để làm cho nó xong cái tượng Mẹ Hiền Quán Thế Âm. Trong bây giờ, hiện bây giờ nó chỉ mới có cái gọi là cái base để đựng để tượng mẹ đứng lên thôi, nó còn rất là nhiều như phong cảnh thác nước và những bông hoa chung quanh, cho nên cái vé số này sẽ được ủng hộ và xây dựng tôn tượng Mẹ Hiền Quán Thế Âm để quý vị có dịp đến để thờ cúng lại. Tại vì Trường Sơn cũng xin lỗi là Trường Sơn không phải là thưa quý vị thấy một người từ Đà Lạt, không phải một vị mà hai ba vị lần để chúng tôi nói, để chúng ta đây mở lòng ra để mà giúp đỡ cho thầy. Anh Sơn và hai người bạn nữa là chị Hoa và anh Phước, phải không, là những người từ Đà Lạt về, và đặc biệt nhất là anh Trường Sơn là một người không cùng tôn giáo với chúng ta, anh là người Thiên Chúa giáo, nhưng mà không biết cái cơ duyên nào anh đi ngang đây. Thì phải nói là trong đạo Phật chúng ta biết có nhiều nhân duyên lắm, có thể thầy với anh đã quen biết từ nhiều kiếp trước, thành thử kỳ này, kỳ trước anh về anh đi ngang thì trong cái tình cờ anh ủng hộ kỳ trước rồi, nhưng mà kỳ này thật sự ra ngay cả Lương Tùng Quang rồi cả Ngọc Huyền cả Hoàng Anh Thư và tất cả ban nhạc rồi gì cũng cho các anh chị ở trên Đà Lạt họ ủng hộ, nhằm mục đích để mà mời gọi tất cả quý vị về đây, trước là để dự lễ Phật đản, sau là để mà dự một cái chương trình văn nghệ, đồng thời đóng góp cái số tiền để cho thầy có cái điều kiện xây dựng cái tượng Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Thưa quý vị, như chúng tôi có hỏi, tại sao lại chùa nào cũng có hình dáng của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ở trước, thì thầy có cho biết là hình ảnh của Mẹ Hiền Quan Thế Âm là một cái hình ảnh từ bi. Thì để người mẹ thương con, Mẹ Hiền Quan Âm thương cái tất cả chúng sanh như thương đứa con, mà người mẹ chúng ta thương đứa con một của mình. Vì vậy, khi mà bao nhiêu muộn phiền, bao nhiêu khổ đau, khi chúng ta đến chùa, chúng ta thấy tượng Ngài, lòng chúng ta bớt đau khổ và những cái ước nguyện chúng ta có thể thành nếu chúng thành tâm cầu nguyện. Vì vậy, cái việc đầu tiên chưa xây dựng chánh điện nhưng mà đã có một cái tượng Quan Âm. Thì thưa quý vị, vé số với mục đích nhằm để giúp thầy gây quỹ để xây dựng cái tượng Đài Quan Âm, mà tất cả các vị ở Đà Lạt này họ muốn về đây để làm cái điều kiện đó, giúp cho thầy có một điều kiện dễ dàng hơn trong cái vấn đề là xây dựng. Vì vậy chút xíu nữa tất cả các anh chị nghệ sĩ ở đây sẽ xuống mời quý vị, mà quý vị mua càng nhiều, thưa quý vị mua hai vé thì ở trên này chúng tôi sẽ có người mua hai vé. Vì vậy tối hôm nay chúng ta mở hộp bao, nhất là những anh chị nào có ba mẹ đi cùng, nhất là ngày mai là lễ của mẹ, quý vị mở hộp bao để mà chúng ta mua vé số nhằm để mà cầu nguyện cho mẹ mình sống lâu trăm tuổi. Vì vậy thưa anh, xin mời anh ra. Dạ, cảm ơn chị. Tôi bây giờ thưa quý vị, tiếp lời với anh cô Kim Tuyến và anh Trường Sơn, thì hồi nãy giờ nói vé số thì nhiều nhưng mà không biết là giải trúng bao nhiêu, chúng ta hãy mua làm quà cho mẹ và cha chúng ta ngày hôm nay được không ạ? Một chiếc xe Toyota Camry, thưa quý vị, đó là giải độc đắc, và còn rất nhiều giải phụ nữa thưa quý vị. Và quý vị mở lòng ra, nếu mà ở dưới mà Lương Tùng Quang, Ngọc Huyền cùng tất cả các ca sĩ từ Dallas và Cali về mà bán được 500 vé thì ở trên này hai nhà hảo tâm cũng là Phật tử tuyệt vời tại Houston của chúng ta sẽ mua 500 vé nữa, phải không quý vị? Mà nếu ở dưới mà Ngọc Huyền và Lương Tùng Quang, anh Sơn và cô Kim Tuyến bán được 1.000 vé thì anh chị trên này cũng phải mua 1.000 vé luôn, phải không quý vị? Vỗ tay cho tất cả các anh chị đang ở trên này. Bây giờ Trường Sơn có một cái ý kiến về này thôi, bây giờ mình mời ca sĩ Thúy Phượng với anh Tuấn lên phụ mình một tay luôn đi. Vâng, xin mời tất cả các ca sĩ. Dạ, Trường Sơn tất cả các ca sĩ một mình một mình cô Hoàng Anh Thư ở lại thôi. Dạ, bây giờ không để làm mất thời gian của quý vị á, bây giờ Trường Sơn sẽ được sự giúp đỡ của bốn ca sĩ xuống khán giả để mời khán giả ủng hộ cho chùa. Một vé số là 10 đô. Nếu mà quý vị ở đây mà mỗi người mà ủng hộ là một vài vé thôi là mình sẽ đạt được 500 vé mà hai anh chị đã yêu cầu ban tổ chức để ủng hộ cho chùa ngày hôm nay. Thì anh Trường Sơn đó bây giờ sẽ để cho anh Thư ở lại trên sân khấu rồi. Và chương trình sẽ không có gián đoạn, là
ca sĩ Hoàng Anh Thư sẽ hát cho quý vị nghe, còn tất cả các ca sĩ còn lại vâng, và thưa sẽ bán vé số. Thưa anh Trường Sơn, để cho tôi mở đầu chút xíu nha. Tôi xin volunteer mua 30 vé. Vâng, xin quý vị cho một tràng pháo tay. 30 vé tức là tức là bao nhiêu là 300 phải không? Dạ 300 đồng. Dạ 300 tại có người nhờ tôi, nhưng bây giờ tôi nghe như vậy chứ tôi bỏ thêm chút xíu nữa. Tôi mua 30 vé. Thành thử với quý vị cứ tạt 3 vé tôi không cần nhiều. 3 vé trở lên thì quý vị sẽ ở trên đây thầy rất là nhanh để mà xây cái tường quan âm. Dạ, cô ơi, dạ cảm ơn chị nhiều. Nhưng mà cô muốn ai xé chứ cô? Ai xé cũng được hết. Quan trọng lắm, người xé hình như là con xé cô trúng. Rồi đúng rồi, đang xé đi. Tới bây giờ như vậy 4 người, mỗi người cho tôi 7 vé tức là 8-30 vé. Rồi, rồi cô cảm ơn chị Tuyến. Cả 4 người, vâng, xin cảm ơn cô. Dạ, xin cảm ơn. Dạ. Xin ban phát hành vé số đem vé số lên cho các ca sĩ để xuống phát hành đến với quý vị Phật tử. Tung ra thế giới 3000 cõi, ngàn mắt, ngàn tay chiếu một tâm. Đối với mà Hiền Quan Âm thương chúng sanh như là con ruột của mình, Ngài luôn mở lòng từ bi để mà nghe tiếng kêu cứu mà cứu khổ cho muôn loài. Hình ảnh mà Hiền Đức Quán Thế Âm chỉ có một tâm thôi, đó là tâm đại từ bi thương yêu chúng sanh như con một của mình mà thôi, thưa quý vị. Và thưa quý vị, chúng tôi không dám làm mất nhiều thời giờ của quý vị. Và bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một giọng ca mà cách đây khoảng 2 tuần trước chúng tôi được nghe. Rất là hay, một giọng ca mà vừa rồi trúng giải nhất của giọng ca vàng của Asia. Một giọng ca mà cái tối hôm đó gần vài ngàn người, tức là ở tại cái sân của Hồng Kông 4, do cộng đồng tổ chức cái ngày mà 30 tháng kỷ niệm 30 tháng 4 đó. Thì cô hát quá hay, mà có người đứng không phải một hai người, mà chúng tôi trong cái ban đó thì nói cô này có cái giọng ca một nửa. Quý vị biết trong cái trung tâm Asia đó có hai người mà hát rất là hay, và chúng tôi đã được nghe, đó là Diễm Liên và một nửa nữa là cô Y Phương. Mà cái cô này người nhỏ thế mà hợp cả hai giọng ca, vừa của Y Phương mà vừa của Diễm Liên. Xin quý vị cho một tràng pháo tay với nữ ca sĩ của giọng ca vàng Asia năm 2011, Hoàng Anh Thư. Hoàng Anh Thư xin được gửi lời chào đến toàn thể các cô, các chú và các anh chị và các thầy. Lời chào sức khỏe. Và ca khúc đầu tiên hôm nay cho Hoàng Anh Thư xin được phép gửi đến quý vị một ca khúc mà ca khúc này rất là nổi tiếng, cũng là một trong những sáng tác mà đã giúp cho anh Thư thành công trong cuộc thi giọng ca vàng. Thì xin được gửi lại quý vị tác phẩm của nhạc sĩ Tuấn Khanh, ca khúc với tựa đề Chiếc Lá Cuối Cùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa mà lòng nghe quay vắng. Đường thênh thang gió lộng một mình ta, rượu cạn ly uống say lòng mòn ra lá trên cành một chiếc cuối bay xa. Cho Hoàng Anh Thư xin được nói một lời với quý vị. Xin quý vị hãy ủng hộ một khán giả, một tấm vé số để ủng hộ cho chùa, giúp cho chùa trong ngày hôm nay. Và Anh Thư cũng xin thay mặt cho chùa xin cảm ơn quý cô chú các anh chị rất là nhiều. Và sắp tới đây thì có một nhân dịp mà lễ mẹ, thì cho Hoàng Anh Thư xin được phép gửi một ca khúc hát về cha, về mẹ. Và ca khúc này xin được gửi tặng đến cho những người mẹ trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức. Phật dạy hai vai cõng cha cõng mẹ, để đi hết nòn giữa hòn núi tu di, cũng không sao đáp đền được hết công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Thật vậy, báo ơn cha mẹ không phải chỉ lo đầy đủ cơm ăn áo mặc và tràn đầy vật chất để cho cha mẹ an hưởng, mà phải báo ơn một cách trọn vẹn. Muốn báo ơn một cách trọn vẹn, trước hết phải tu thân và hiểu biết về Phật Pháp, sau đó gắng sức tạo điều kiện để cho cha mẹ hiểu biết về đạo Phật và hành đúng Pháp Phật, và nguyện cầu cho cha mẹ an trú trong cảnh chánh pháp. An trú trong chánh pháp mới thật sự là an lạc vĩnh cửu. Báo ơn được diễn tả một cách hoàn hảo qua giọng ca ngọt ngào êm ái của ca sĩ Anh Thư.
mình mang bao gian khổ, mỗi bước đi ba mẹ có bên con. Mẹ là nguồn sống khói tâm linh, bà lo lắng mỗi khi con buồn khổ. Đời này đời nữa hoa sương mẹ vương bao nỗi nhớ, bao nghĩa tình người thương nhớ trong con. Ba mẹ nuôi con nên mỏi mòn, tăng thân này thì sướng của ba mẹ. Sống voi tâm linh, bà lo lắng mỗi khi con khôn khôn. Hương Phật đã từ bi thân lắm, con nguyện cầu ba mẹ mãi an vui. Lời Phật dạy con thắp mãi bên lòng, nguyện tu Phật để báo đáp ân sâu mẫu. Thì xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ở phần 2. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, trước hết chúng tôi xin chân thành cảm tạ thầy chủ trì Thích Thông Đức cũng như ban tổ chức cho chúng tôi lên đây một vài phút. Chúng tôi xin thưa với quý vị một điều là trong những ngày qua, có thể nói là thành phố Houston của chúng ta hầu như bất cứ một nơi nào ở các cơ sở tôn giáo nơi chúng tôi có mặt, chúng tôi chỉ đến xin quý vị một vôi phút để được trình bày với quý vị một cái đề tài mà chúng tôi sẽ có dịp để trình bày rất nhiều trong những ngày sắp tới. Thưa quý vị, có lẽ là trong những cái ngày mà chúng ta mừng khánh đản Phật Thích Ca Mâu Ni, không có gì cao quý hơn nếu chúng ta bắt đầu áp dụng những điều Phật dạy. Một trong những điều mà chúng ta có thể làm được là cứu mạng sống của một người. Có rất nhiều bệnh nhân Việt Nam của chúng ta trên toàn quốc Hoa Kỳ, không biết bao nhiêu người đang mắc một cái bệnh. Thưa quý vị, đó là bệnh ung thư máu. Có thể là một cái cách duy nhất mà có thể cứu mạng sống của những bệnh nhân này, đó là lòng hảo tâm của quý vị. Quý vị xin đến cái bàn ở dưới kia, đối diện với sân khấu, quanh chị em thiện nguyện cho hội hiến tế bào mầm Á Châu chúng ta. Chúng tôi xin thưa là chúng tôi không lấy một giọt máu nào của quý vị ngày hôm nay. Quý vị đến ghi tên, ghi cell phone của quý vị, và chúng tôi chỉ xin một vài cái mẫu ở trong nước bọt của quý vị ở trong miệng và một cái Q-tip, chỉ có như vậy thôi. Quý vị ghi danh vào trong một cái chương trình của toàn quốc Hoa Kỳ. Chẳng may có một bệnh nhân người Việt Nam nào đó bị bệnh ung thư máu,
họ sẽ thử nghiệm xem người đó và quý vị có hợp với nhau không. Thì lúc đó là lúc mà quý vị có thể mở lòng nhân ái để cứu một mạng người. Thì quý vị có cái những cái danh từ mà chúng tôi không muốn sử dụng đến, đó là danh từ hiến tủy. Bây giờ cái vấn đề y khoa tiến quá nhanh, chúng tôi chỉ xin quý vị những cái tế bào mầm mà quý vị ở trong máu cơ thể của quý vị giống như là chúng ta đi hiến máu vậy thôi. Và cái thời gian rất là nhanh, và cái lượng tế bào mầm đó cũng không nhiều bằng một lần quý vị cho máu. Chúng tôi xin thưa chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà từ giờ cho đến lúc quý vị ghi danh, rồi đến cái lúc mà quý vị có thể hợp với một bệnh nhân nào đó, có thể là 1 năm, 2 năm, 10 năm, không biết được. Nhưng nếu quý vị không ghi danh, không bao giờ chúng ta có dịp cứu được một mạng người. Thưa quý vị, anh chị em ở dưới kia đang chờ đợi lòng hảo tâm quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Một lần nữa cảm ơn Thầy, cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi lên đây để trình bày với quý vị. Và trong tay chúng tôi có ủng hộ anh chị em nghệ sĩ 4 vé số. Bây giờ chúng tôi xin tặng lại quý vị. Bất quý vị nào mà mua 2 vé đi, chúng tôi tặng 1 vé. Thưa ban tổ chức, có 4 vé đây. Nếu quý vị nào dưới kia mua 2 vé, tặng lại cho quý vị chiếc xe Toyota quý vị lái về nhà. Chúng tôi xin cảm ơn. Và chúng tôi xin quý vị ghi danh 18 đến 60 tuổi đến bàn dưới kia cho trẻ em chúng tôi làm việc. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ, thưa quý vị, lần đầu tiên chúng tôi được nghe ban nhạc The Hit Dallas. Good job vào quý vị, một tràng pháo tay. Một người bạn dưới kia, không có người bạn này, quý vị sẽ không nghe ai hát được cả. Chuyên viên âm thanh anh Tài dưới kia, đừng có mắc cỡ. Thưa quý vị, một tràng pháo tay nữa. Và cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn bác sĩ Thịnh. Thưa quý vị, đúng là một người sướng ngôn viên rất là pro của các trung tâm. Quán Tư định giới thiệu các anh em trong ban nhạc được biết, cũng như là anh âm thanh, anh Tài, thì bác sĩ Thịnh cũng đã giới thiệu rồi. Và quý vị vừa nghe giọng ca vàng của Asia, đó là Hoàng Anh Thư, có hay không thưa quý vị? Hay thì xin quý vị cho Hoàng Anh Thư một tràng pháo tay thật lớn nữa thưa quý vị. Và để không mất thời giờ của quý vị thì xin quý vị thưởng thức một bài hát, đó là bài hát Lối Về Đất Mẹ qua giọng ca của ca sĩ Thiên Lan. Xin quý vị một tràng pháo tay chào đón Thiên Lan. Thiên Lan xin chân thành kính chào tất quý thầy và tất cả quý bác, quý ông bà và tất cả các anh chị em có mặt ngày hôm nay. Hôm nay nhân cái ngày mà gây quỹ để xây đức tượng Quan Thế Âm cho chùa Quang Đức, thì Thiên Lan cũng kính xin tất cả quý vị có lòng hảo tâm và giúp cho chùa được thành công và sớm xây dựng được tượng Đức Quan Âm. Sau đây nhân ngày, cũng ngày mai là ngày Mother Day, kỷ niệm ngày của mẹ, thì Thiên Lan xin trình bày nhạc phẩm Lối Về Đất Mẹ. Xin quý vị cùng thưởng thức. Thôi
kiếp con người phải thương nhau hoài, chớ quên lời mong một ngày mai chan hoa đất mẹ niềm vui. Cảm ơn
ca sĩ Thiên Lan. Quý vị cho ca sĩ Thiên Lan một tràng pháo tay thật lớn nữa thưa quý vị. Và thưa quý vị, cái chương trình 2 này sẽ được bắt đầu. Nhưng mà trước khi bắt đầu, chúng tôi cũng xin được cảm ơn một vị Phật tử, một cặp vợ chồng. Đó là anh chị đó có tên là Diệp Trần và Hiếu Nguyễn. Điệp phê Diệp thì chúng tôi không biết tại vì đọc trên cái này. Rất là cảm ơn hai vị đó đã có cái nhã ý, tức là mua 100 vé số, tức là 1.000 đô la. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho hai vị Phật tử này. Và rất là cảm ơn quý vị đã hết lòng giúp đỡ cho chùa. Thành thử là quý vị nào ngồi dưới đó mà thấy rằng mình muốn mua thêm, tại vì vị nào mua 1.000 đồng, tức là 100 vé, thì sẽ có ở cái những cái anh chị mà khi nãy họ đứng ở đây đó, họ sẽ mua, tức là thành thử họ mua 200, họ sẽ mua thêm 100 vé nữa. Vì vậy giúp cho chùa, họ mua 100 vé, tức là họ trả thành cái check là 1.000 mà thành ra 2.000 đồng. Vì vậy rất là mong cái sự ủng hộ của quý vị. Chỉ có đêm nay thôi, chứ còn nếu ví dụ như tới cái ngày lễ mà thầy sổ số, tức là ngày 18 tháng 8 á, thì chúng ta cũng không có thể mua như vậy được. Vì vậy hôm nay nếu mà quý vị nào có nhã ý là cúng dường cho chùa thì xin quý vị nhanh tay để chúng ta có thêm được vé số tối hôm nay. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình văn nghệ tối hôm nay, Quán Từ xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị nhạc phẩm Một Cõi Đi Về của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát của ca sĩ đến từ New Orleans. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn, nữ ca sĩ Thúy Phượng. Xin cảm ơn. Và sau đây một ca khúc Một Cõi Đi Về, xin mời quý vị thưởng thức. Một chiều trôi say, một
lời tiếng sớm một ca khúc rất là dễ thương. Xin mời quý vị thưởng thức với ca khúc Lạc Vàng Trên Đồi. Xin mời quý vị. Mời Thúy Phượng trở lại sân khấu nha. Quý vị thấy Thúy Phượng hát có hay không? Xin quý vị cho Thúy Phượng một tràng pháo tay. Đây là một ngôi sao ở Đà Lạt mà đã xuống dưới đây mà giúp cho chùa Quang Đức. Và quý vị có biết là Thúy Phượng giúp cho thầy Thông Đức là thầy chủ trì chùa Quang Đức ở đây rất là nhiều khi thầy còn chủ trì những chùa khác. Bây giờ là anh Sơn có
Anh Sơn nghĩ là quý vị ở đây ai cũng muốn biết đó là cái số mà mình vừa ấy matching á là được bao nhiêu. Cái số mà mình matching lúc nãy mà ca sĩ xuống bán được bao nhiêu á, thì Sơn Trường Sơn cảm ơn tất cả quý vị ở đây đã ủng hộ rất là nhiệt. Thì bây giờ cái số mà mình matching được á là mới có 378 vé thôi. Bây giờ nó còn thiếu là 122 vé nữa. Bây giờ Thúy Phượng ơi, bây giờ anh Sơn với Thúy Phượng bây giờ đi xuống mời khán giả để ủng hộ cho mình thêm 122 vé nữa thôi là mình sẽ được. Xin lỗi anh Sơn, em cắt lời anh Sơn một chút nha. Bây giờ mình chỉ còn 122 vé đúng không quý vị? Thì nếu mà được thì Thúy Phượng sẽ, chính Thúy Phượng sẽ mua phân nửa 122 vé. Nếu quý vị nào cùng Thúy Phượng mua phân nửa của 122 vé thì Thúy Phượng sẽ mua phân nửa của 122 vé. Vỗ tay trước là quý vị. Thật sự ra không cần nghĩ về người nào mua một nửa đâu. Tất cả quý Phật tử đó mua 122 tức là 61 vé thì Thúy Phượng sẽ mua 61 vé. Đúng rồi, quý vị đồng ý không ạ? Một tràng vỗ tay cho cô Thúy Phượng. Vâng, mà ai vỗ tay rồi là chúng tôi xuống mời thì quý vị mua giùm tôi. Chỉ xin ở đây còn có 60 mấy người, 100 người, xin mỗi người mua chúng tôi thêm một vé thôi. Thì cái số mà 500 tức là 378 cộng thêm 122 nữa là sẽ hoàn tất 500 vé tối hôm nay, và chính là 500 vé tức là 5.000 đồng. Thì hai anh chị khi nãy cùng với một số quý vị Phật tử ở đây sẽ là đóng cho chùa thêm 5.000 đồng nữa. Vì vậy quý vị cũng những bỏ thêm 10 đồng. Chúng tôi biết ở đây ai cũng đã có người đã mua vé rồi, nhưng mà giờ quý vị bỏ thêm mỗi người 10 đồng nữa thôi thì chắc chắn là chùa chúng ta tối hôm nay là có được bao nhiêu quý vị? Có được 10.000 đô la và quý vị. Xin một tràng phá tay thưa quý vị. Vâng, thì vậy như vậy quý vị hoan hỷ, hoan hỷ mở cái hầu bao của mình. Tại vì thưa quý vị, trong cái dịp Phật đản này là một cái lúc mà chúng ta cần làm được một việc thiện gì đó, một điều lành, một điều là tốt để làm gì để chứng tỏ là chúng ta thực hiện được cái hành từ bi của chư Phật. Vì vậy thưa với quý vị, xin mời quý vị đó, hai anh chị đó sẽ còn 122 vé nữa thôi thì xin mời. Mình thật ra chỉ còn có 60 vé là tại vì Thúy Phượng đã mua 60 rồi. Thì xin cảm ơn Thúy Phượng và xin cảm ơn tất cả quý vị ở đây và đã tiếp chương trình. Xin tin mời anh Lê Văn Sơn giới thiệu ca sĩ. Và kính thưa quý vị, chương trình văn nghệ cúng dường tối hôm nay còn thật là dài và còn thật là hay, với các ca sĩ Ngọc Huyền, Lương Tùng Quang và Hoàng Anh Thư sẽ trở lại hát cho quý vị nghe. Và bây giờ Quảng Từ xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một nhạc phẩm mang tên là Tên Đường Không Lối, do ca sĩ Anh Tuấn trình bày. Xin quý vị một tràng pháo tay để chào đón ca sĩ Anh Tuấn. Để trở lại chương trình thì xin mời quý vị nghe những nhạc phẩm vui nhộn hơn một chút xíu. Tên Đường Không Lối quý vị. Giờ người cùng bỏ ta đi. Sau bao năm mặt ngọt hạnh phúc che nhau, nhưng thương thuyền tình đưa ta đến bên bờ. Mà nào ngờ đâu cuộc tình lạc lối hỡi em. Đến sau cuối đành lòng tiễn thương em đi, sâu chưa xót miệng cười mà héo con tim. Bao nhiêu chê cười anh sẽ ôm hết vào mình. Đợi em đi đừng vui mưa, xin người cứ đi. Người nào đi mang theo nỗi nhớ đau đầy, bỏ con tôi lang thang khi sống vô hồn. Người nào có hay thiên đường không lối, một sớm mai sẽ thành tâm tối. Người ơi, mong em sẽ biết.
sao vui, sao cười cùng bỏ ta đi. Sau bao năm vẫn còn hạnh phúc trao nhau, những hương thuyền tình đưa ta đến bên bờ. Mà nào ngờ đâu cuộc tình là thay đổi hỡi em. Đến sau cuối đành lòng tiễn bước em đi. Dẫu chưa son miệng cười mà héo con tim, bao nhiêu chỉ cười anh sẽ ôm hết vào mình để em đi. Đừng vui mưa xin người cứ đi. Người nào mà theo nỗi nhớ đong đầy, vội vàng tôi lang thang chiếc sâu vô hồn. Người nào có hay thiên đường không lối, một sớm mai sẽ thành tâm tối. Dù rằng khó khăn nhưng mà em ơi, bên đây ta có nhau thiên đường. Người nào đi mang theo nỗi nhớ đong đầy, bọn mặt tôi lang thang chim sâu vô hồn. Người nào có hay thiên đường không lối, một sớm mai sẽ thành tâm tối. Dù rằng khó khăn nhưng mà em ơi, bên đây ta có nhau thiên đường. Xin cảm ơn. Cảm ơn ca sĩ Anh Tuấn và xin quý vị cho ca sĩ Anh Tuấn một tràng pháo tay thật lớn nữa thưa quý vị. Và bây giờ sẽ sự trở lại của nữ nghệ sĩ Ngọc Huyền. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Ngọc Huyền. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và trở lại với chương trình hôm nay thưa quý vị. Ngọc Huyền được cái duyên mà hôm nay để hát mừng đại lễ Phục Đản thì đó là nhờ chị Hoa ở Dallas, một chị người chị kết nghĩa của Ngọc Huyền, và chị bảo trợ cho chương trình này, cho nên Ngọc Huyền mới được đứng đây hát cho quý vị nghe. Lúc nãy ở trong hội trường, chị Hoa có kể cho Ngọc Huyền nghe về sự mầu nhiệm của mẹ Quan Thế Âm. Từ ngày nhỏ chị đi chùa và đã được trong chùa tặng cho mẹ quyển kinh của mẹ Quan Thế Âm. Và từ đó cho tới đây đã là 30 mấy năm hơn rồi. Thế là sự mầu nhiệm cứ đi theo chị. Và đến bây giờ chị lại sát cánh bên với thầy Quan Đức của chúng ta để mà gây dựng ngôi chùa này. Thưa quý vị, tượng đài lễ mẹ Quán Thế Âm rất cần được sự ủng hộ của quý vị. Và chính vì vậy mà Ngọc Huyền chợt nhớ mình có một nhạc phẩm ca ngợi về mẹ. Tuy rằng không có gửi nhạc cho ban nhạc, nhưng mà hy vọng rằng hát sự mầu nhiệm của mẹ giúp cho Ngọc Huyền sẽ hát tròn bài này và ban nhạc đánh hay bài này. Một tràng pháo tay quý vị gửi đến ban nhạc hỗ trợ cho Ngọc Huyền hát bài này nha. Và bây giờ tất cả chúng ta hãy lắng lòng niệm với tượng đài của mẹ, mong rằng cái hoa viên, cái khuôn viên xây tượng đài của mẹ sớm hoàn tất để chúng ta có thể tới nơi đó cầu nguyện mẹ mỗi ngày. Kính mời tất cả quý vị lắng lòng nghe lại nhạc phẩm rất quen thuộc được mang tên Nhành Dương Cứu Khổ. Bên cạnh núi đồi thương đàn con chiều
quỷ bé xuống xây dựng tượng đài mẹ Quan Thế Âm. Vậy thì tất cả chúng ta cùng niệm ba lần danh hiệu của mẹ Quan Thế Âm nha quý vị. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cố Hộ Vô Lượng Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Hộ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Hộ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ trở về với dòng nhạc đời. Thưa quý vị, gia đình Ngọc Huyền cũng là gia đình Phật tử. Ngọc Huyền cũng rất là may mắn vì cô ruột của mẹ Ngọc Huyền, tức là sư bà Từ Hạnh, bà tu tại chùa Châu Phong Sư Nữ tại Đà Nẵng. Bà đã đi tu từ hồi nhỏ và bây giờ bà đã gần 90 tuổi rồi. Thưa quý vị, có lẽ vì cái duyên đến với Phật Pháp, cho nên tuy rằng dấn thân vào nghề ca hát, thì cuối cùng Ngọc Huyền vẫn là đi hát, và thường thì đi hát cho các chùa nhiều hơn. Chính vì vậy, Ngọc Huyền xin kính mời quý vị lắng lòng nghe một bài Tân Cổ Giao Duyên nói về cuộc đời của người nghệ sĩ. Nhưng mà khi đã là một người nghệ sĩ mà có tâm đạo, gia đình được hưởng ánh hào quang của Phật Pháp, cho nên Ngọc Huyền nghĩ rằng mới được sự thương yêu của quý vị và đã được đứng trên sân khấu 20 mấy năm cho tới bây giờ. Chính vì vậy, hồi nãy bán vé số, quý vị yêu cầu hát cổ nhạc, cho nên bây giờ thì Ngọc Huyền cũng gửi đến tất cả quý vị một bài Tân Cổ Giao Duyên. Quý vị có đồng ý không ạ? Vâng. Và hy vọng sau nhạc phẩm này, em Thúy Phượng sẽ đoạt được cái số vé số mà chúng ta mong muốn ha quý vị ha. Lương Tùng Quang và Ngọc Huyền cũng nói với nhau, nếu mà không đủ thì Lương Tùng Quang với Ngọc Huyền cũng sẽ mua, để làm sao mà chúng ta đoạt được cái số mà ban tổ chức mong muốn trong ngày hôm nay. Và bây giờ thì kính mời quý vị lắng lòng nghe bài Tân Cổ Giao Duyên được mang tên Phần Tơ Tầm. Anh ơi mở từ đầu cho em không nghe.
tôi xin được làm hiếp tầm nhà tư và xin nguyện đem tiếng hát lời ca làm vui làm đẹp cho đời. Cảm ơn em. Người có thương thương tôi nghệ sĩ thì đừng có thương như thương hại đời, và đừng có nghe khi thiên hạ thường xem vào tôi kiếp xương ca. Người đến đây đêm vui ngọc ngà đèn mộng kế thua thương yêu mặn mà, tôi xin người nhìn lên sân khấu.
Rồi hát về người nghệ sĩ rồi. Bây giờ hát nhạc đời cho quý vị nghe nha. Thưa quý vị, xin chân thành cảm ơn. Nhạc đời thì có nhiều lắm. Ngọc Huyền có bài Biển Dâu nè, có Quê Hương Bỏ Lại nè. Rồi có Kể Chuyện Trong Đêm. Rồi nào có Xin Trả Lại Thời Gian. Quý vị muốn nghe bài nào ạ? Quê Hương Bỏ Lại phải không ạ? Vâng, tháng 4 mới vừa qua. Nhưng mà quý vị ơi, cái bài Quê Hương Bỏ Lại cũng rất gần gũi. Bởi vì quê hương của chúng ta bây giờ là ở đâu ạ? Mái chùa phải không quý vị? Đúng rồi. Vâng. Và bây giờ thì xin mời ban nhạc Nhít Lai là trở lại lên sân khấu lại. Quý vị thấy không? Ban nhạc đánh có hay không ạ? Bài Nhành Dương Cứu Khổ. Vâng, trong phó tay vừa rồi quý vị đã thay lời nói cảm ơn ban nhạc rồi ạ. Bởi vì bài Dành Duyên Cứu Khổ là Ngọc Huyền không đưa cho ban nhạc, mà ban nhạc đánh hát vẫn phê như thường. Đó là một phần ban nhạc giỏi, một phần là sao ạ? Sự màu nhiệm của mẹ quán thế âm phải không quý vị? Không hiểu sao hát nhạc mẹ, nhạc Phật là hát hay lắm. Vâng, và bây giờ thì kính mời quý vị lắng lòng nghe lại một nhạc phẩm rất quen thuộc của nhạc sĩ Tô Huyền Vân, giúp chúng ta nhớ lại một thời đã qua và nghĩ đến chùa là nơi quê hương chúng ta gửi gắm tâm tình khi mà chúng ta rời bỏ nơi cố chôn nhau cát rúng. Kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm mang tên Quê Hương Bỏ Lại. Ngàn đời nhớ Việt Nam.
chiều mà ngưng cười, lòng giật mình trong cơn mê. Ngày buồn nỗi lư thiên mà lòng mình như ý chỉ. Sài Gòn trong nắng ấm, Đà Lạt sầu trong sương mờ. Chiều nào biến Vũng Tàu sông tận cùng đến Cà Mau. Nhớ quê hương ơi, thật tận cùng xa xôi thôi. Vùng trời nhà trang xưa và sông đông nơi hững hờ. Nào Cần Thơ nắng ấm, khi xuôi dòng lúa chín vàng. Giờ đây đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Giờ đây đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Giờ đây đã xa rồi và ngàn đời nhớ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngọc Huyền có DVD live show mới và những CD mới phát hành. Mong rằng quý vị ủng hộ Ngọc Huyền chút nữa ha. Cảm ơn quý vị. Và xin quý vị cho Ngọc Huyền một tràng pháo tay thật lớn nữa thưa quý vị. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng, bỏ gió, châu ơi bỏ chùa. Quê hương bỏ lại, rồi mình bỏ chùa cũng là mình bỏ quê hương của mình, phải không thưa quý vị? Và Quán Từ vừa thấy có chiếc xe Camry chạy về ngay ở đây để mà phát hành vé số trong giải độc đắc, trong phát hành cái tòa đài của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tại chùa Quang Đức. Và có một vị Phật tử nữa, quý vị đó cũng muốn mất trên 500 vé thưa quý vị, tức là từ 501 vé trở lên. Quý vị nào mà mua trên 500 vé đó thì quý vị có một vị Phật tử sẽ mất theo những cái vé từ 500 vé trở lên của quý vị. Thì xin quý vị mua vé số để ủng hộ vé độc đắc, là sẽ trúng một chiếc xe Camry đưa màu đen đương chạy về đây. Và để tiếp tục chương trình văn nghệ tối hôm nay, Quán Từ xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiếng hát Lương Tùng Quang sẽ trở lại với quý vị. Xin một tràng pháo tay chào đón Lương Tùng Quang. Một lần nữa Tùng Quang xin kính chào tất cả quý vị và các thầy. Và để tiếp nối thì Quang xin được gửi đến quý vị một bài hát của nhạc sĩ Minh Khang. Mời quý vị thưởng thức ca khúc được mang tên Lỗi Lầm. Anh và em bây giờ như vào trăng khuya. Anh và em bây giờ xa cách đôi nơi. Khóc làm gì, nhớ làm gì khi tình yêu không có, không có lần thứ anh làm gì có lỗi, anh rất buồn, anh nào có lỗi với em. Có bao giờ em dành tất cả vì anh, tình đã chia tay, nói một điều khi lúc đó
em đã rời xa. Ngập nắng lúc đây, tình ai qua đây, để bước đi quên cả lối về. Giọt nước mắt rơi, ngày tháng em trôi, đâu mơ. Anh vỡ bây giờ như vầng trăng khuya. Anh và em bây giờ hai đứa hai nơi, không làm gì nhớ làm gì khi tình yêu không có lần thứ hai. Quãng ngày mai chẳng còn ai nhớ ai yêu. Quãng ngày mai thì như vắng bóng đôi ta. Sao bây giờ nhớ nhau nhiều nhưng ta không đến chung với nhau. Cảm ơn em. Trong đêm buồn nhớ ai chẳng rơi trên sông, cùng sóng nước chim trôi lang thang đi tìm người thương. Đường trắng đời phương xa, đời nhớ mong anh đây ngóng chờ trở về với những nỗi nhớ. Ai chia đôi bờ, buồn rơi mang dòng gió đến đâu vẫn nồng tình. Ôi đây mất chẳng tàn lên lối, lòng anh nhớ em nên cuối trường dù rằng bất giờ đến đôi mai. Vui tình dừng mãi. Thủ An xin chân thành cảm tạ quý vị. Và kính thưa quý vị,
Và sau đây chúng ta xin mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc mà nằm trong cuốn CD mà Quang đã thực hiện để tặng cho thân mẫu của mình ở tại Úc Châu. Vì bà cụ rất thích những nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương, thì trong cuốn CD mang chủ đề Tình Khúc Vàng có một bài hát này nhân dịp ngày mẹ, thì Quang xin gửi tặng để cho tất cả những người mẹ có mặt còn lại đêm nay. Mời quý vị thưởng thức ca khúc được mang tên Tình Như Mây Khói. Anh mời cho một đời.
nữa đi em. Không đi rồi anh, một người, một đường. Cảm ơn Cường Khang rất là nhiều. Lúc Cường Quang nói với bạn trước đã tốt.
tình. Trong mộng mơ lời nói yêu thương ngàn đời mà không ra thì chỉ là mày khó. Tình sầu đầu mong nhớ người nói mà chỉ tình đã thôi qua sầu lì đã đi ta gọi là niềm một khúc nữa để thay đổi không khí. Xin thưa sự gửi đến quý vị cũng là một sáng tác rất là quen thuộc, một sáng tác của sĩ Phó Đức Phương, Không Thể Và Có Thể. Xin quý vị lớn. Thời gian đã qua đi, không thể trở lại. Dòng sông đã ra đi, làm sao về chốn cũ? Đã đứt hơi xa, không thể vắng những cánh buồn áng mây trên đầu, không thể ngừng trôi. Còn đâu biên dương xa khi hoa tan mặt trời, bình minh cô đơn môi khi không còn đêm tối. Đã có sóng gió không thể yêu xoay ngoan, vắng anh trên đời đâu còn tình yêu.
Mon, vậy giờ quý vị muốn anh Thư hát nhạc vui nhạc buồn? Vui hả? Ok, chơi luôn. Theo lời yêu cầu quý vị thì một ca khúc vui một tí. Buổi sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh, ca khúc với tựa đề Trả Nợ Tình Xa. Thank you.
biết ngày sau chẳng ở bên nhau. Trả hết, trả hết cho người, trả luôn thắt bôi nụ cười, trả sau đời mong vui vơ. Ngày sau xa nơi mưa trời, đẹp hoa rơi về người. Đường nào cho ta anh không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này như mong hoài. À, trước khi chúng ta chúng tôi xin có lý gì tôi có đổ qua được đâu. Trở về tôi và thay tôi thật sự có quý là văn nghệ hôm nay chúng tôi không thể nào có được. Tôi đã bỏ xa cho kinh trình này nhưng mà tôi có là không phải là tôi mời cô đáng mời anh ta thì đừng cho chị với phu quân là tại đây thôi. Thưa quý vị, để chúng tôi có một lời cảm ơn với những người đó, thành thử ra xin quý vị ráng ngồi lại cho chúng tôi 2 phút. Xin mời các anh chị Bay Lan lên đây. Xin mời anh Phước, xin mời chị. Chúng tôi xin được trước khi mà cảm ơn ban nhạc để hiến cho ca sĩ tiếng của Stone So người đã lái về đây. Chờ cho chút xíu đi. Thì con nhà chờ cho chút xíu, chờ cho chút xíu con đã con. Cảm ơn bạn nghe rất là nhiều. Thưa quý vị, một người trẻ, tức là hai người này rất là trẻ, tức là khoảng 40 trở xuống thôi, nhưng mà họ có cái tấm lòng. Tại tự ra chúng tôi cũng biết cái nguyên năng nào, cái động cơ nào, chúng tôi muốn chia sẻ cái niềm vui cũng như cái tấm
lòng quà đến với quý vị, cũng như anh Trường Sơn và có chị Hoa, cũng như anh Phước là những người ở rất xa. Chúng tôi rất là mong, tại vì khi mà chúng tôi chỉ cần cái 5 đồng bạc thôi, chúng tôi cũng cảm ơn rất là nhiều. Và đây là những người có cái tâm hồn rất là phải nói rằng họ có cái tấm lòng rất là rộng mở, họ đã giúp cho chùa, nên thay mặt chùa chúng tôi xin được cảm ơn. Và chị hỏi Mai Lan như thế này nhé, cái động cơ nào mà thúc đẩy Mai Lan chịu matching cái số tiền, ví dụ như bây giờ 5.000 chia cho hai người, mỗi người 2.500, mà trước đó là cô biết là Mai Lan đóng góp cho chùa rất nhiều, có thể Mai Lan tiết lộ một chút xíu để cho các Phật tử đây tối nay về ngủ họ cũng thấy niềm vui, tại mình được biết những cái người có cái tấm lòng tốt không quý vị. Trước hết Mai Lan xin cảm ơn Kim Tuyến cho Mai Lan cơ hội để nói chuyện với quý vị ở đây, cũng như bày tỏ cái tâm sự của mình. Thì thật ra thì Mai Lan biết được chùa Quang Đức và thầy Thông Đức cũng gần một năm nay, và thực sự thấy cái hoàn cảnh của chùa rất là thiếu thốn. Trong cái chương trình mà gây quỹ tôn tượng mẹ Quán Thế Âm thì Mai Lan chỉ quá trọng ba chữ để gửi tới quý vị thôi, đó là tin, làm và hưởng. Cái đó Mai Lan nghĩ là quý vị đã tin rồi, quý vị mới tới đây. Và làm là bằng cách tiếp tay vận động cho chùa để gây quỹ để tôn tượng mẹ sớm hoàn thành. Thì như vậy, nếu mà sớm hoàn thành thì bà con Houston có thêm một cái nơi để mà cầu nguyện lễ bái cũng như là tỏ lòng thành kính, đúng không quý vị? Rồi, quá tay quý vị. Và cuối cùng thì quý vị, mà nếu mà quý vị đã tiếp tay với chùa để mà làm những công việc mà lớn lao như vậy, thì quý vị trước sau gì chính quý vị, con cái quý vị sẽ được hưởng rất là nhiều cái ân đức từ chư Phật. Mai Lan tin tưởng điều đó và mong rằng quý vị càng ủng hộ chùa nhiều hơn nữa để chùa tiến nhanh tiến mạnh. Dạ, xin cảm ơn ạ. Cảm ơn Mai Lan. Rất là nhiều người trẻ mà nói có tâm hồn, tức là có cái chiều sâu, tức là được thấm nhuần Phật pháp, thành thử mới nói đúng là có tin, tin tưởng. Và khi chúng ta tin tưởng vào một cái việc gì thì chúng ta phải hành động. Và khi hành động, thưa quý vị, trong đạo Phật chúng ta hay nói là có nhân và có quả, tức là mình làm một việc tốt ngay cả hai bàn tay đánh lại. Quý vị nghe một tiếng kêu ca sĩ cầm cái microphone này hát lên, quý vị nghe giọng hát, đó là cái nhân là hát, mà cái quả là quý vị nghe. Thành thử ra thưa quý vị, tất cả một việc gì, tất cả khi mà cái cố gắng của chúng ta đóng góp thì chắc chắn nó sẽ có một kết quả rất là tốt đẹp. Cảm ơn Mai Lan rất là nhiều. Không biết hai anh chị cái đâu, cả chúng tôi cũng xin được cảm ơn anh. Một người phải nói là không cùng tôn giáo với chúng ta, nhưng mà có tấm lòng rất là, phải nói là rất là rộng mở, đã đến và một chung góp một bàn tay. Thì quả tình chúng tôi phải khâm phục anh rất là nhiều. Vì vậy anh không có chịu lên, các anh chị không chịu lên, nhưng mà tôi nói không thể được. Chúng tôi xin bất cứ ai đồng tiền nào, chúng tôi phải biết cảm ơn. Và chính vì vậy chúng tôi rất là gặp anh để xin anh có vài lời cùng với tất cả Phật tử trước khi chúng ta tiễn những người này về. Dạ, Trường Sơn xin cảm ơn người đầu tiên. Trường Sơn xin cảm ơn chủ trì chùa Quang Đức, thầy Thích Thông Đức đã cho Trường Sơn một cái cơ hội, và tất cả các anh em bạn hữu của Trường Sơn ở Đà Lạt, giống như chị Hoa, anh Phước và anh Tùng Sơn, và tất cả quý vị ở Đà Lạt đã xuống đây để giúp cho một cái chương trình ngày hôm nay và bảo trợ cho một cái chương trình đêm nay. Trường Sơn cũng hy vọng rằng tất cả những công việc mà quý vị giúp cho chùa Quang Đức và giúp cho ban tổ chức tối nay, Trường Sơn xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chân thành cảm ơn. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị đã bỏ nhiều thì giờ quý báu đến đây, và nhất quan trọng nhất là quý vị ngồi lại đây để chúng tôi có cái tấm lòng cảm ơn quý vị. Xin được cảm ơn tất cả các anh, các chị, những người đã đóng góp từ tối hôm qua. Thưa quý vị, ngày hôm qua nếu như mà tôi có thưa với thầy, thầy ra thầy lại ngày đi, thì tối nay chúng ta mới được ngồi đây. Quả tình như vậy, xin quý vị, chúc quý vị ra về được nhiều an lành và được nhiều hạnh phúc trong hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và thưa quý vị, ca sĩ Ngọc Huyền có phát lên CD tại gia đình tại bàn của ca sĩ Ngọc Huyền. Trước khi ra về, kính mời quý vị ghé lại bàn phát lên CD của Ngọc Huyền để ủng hộ. Và xin chân cảm ơn quý vị, chúc quý vị một mùa vật tặng an lành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.